Điều gì làm em suy nghĩ về mặt em đang rất buồn? Người hay nói tất cả những suy tư trong lòng đi. Thật lòng em đang không biết với anh em bây giờ như thế nào. Vẫn ngốc nghếch như xưa hay vẫn là đứa trẻ con? Một điểm. Tại sao cả hai cùng là tên Win? Ok. Win đang làm gì nhỉ? Làm mình cứ tích tích thôi à? Đây là mọi người nói nào. Ok, nói một lần cho mọi người biết nha. Hai phía chẳng hạn như đồ uống là Coca-Cola và Pepsi, đồ chiên hay đồ nướng, nước có ga hay là nước trái cây, chocolate hay là cookie, bánh tráng trộn hay bánh tráng nướng, trượt ván hay bowling, ngủ hay ăn, hip hop. Hơi có chuẩn nhá.